trôi qua hết bao ngày, chúng ta sẽ học cùng ca cùng mơ với trời. Thiên tài. Chào mừng đến thị trấn Tàu Lửa. Ở đây chúng tôi uống dầu nóng cho bữa sáng, mọi điều về tàu quả và những cuộc phiêu lưu. Hãy đến đây chơi cùng chúng tôi. À, bài nhạc du dương thật đó, là bản ở Barcelona thì phải. Cậu nói gì cơ, na thôn cái gì chứ? Tiếng nhạc phát ra từ diễn âm nhạc ở đằng kia kìa. Làm như hay lắm vậy, nó còn có thể chơi hay hơn thế gấp mấy lần. Để có thể chơi hay được như thế, người ta phải bỏ ra rất nhiều công sức để luyện tập. Hay cậu nghĩ cậu là thiên tài? Ai nói tớ không phải là thiên tài nào. Tối mai hãy đến nhà tớ và tự mình chứng kiến đi nha. Tớ sẽ cho các cậu thấy. Tôi phải nói rằng trang trí phụ kiện kiểu này khiến tôi có hơi ngượng ngùng đó. Trời ơi, đừng như vậy mà. Ông giống như một cây kiếm được gắn thêm lông vũ vậy. Ôi, thằng bé sẽ làm hỏng cái nhạc cụ mà nó đang chơi mất. Phải mất rất nhiều thời gian mới có thể chơi đàn piano tử tế được. Cháu sẽ học mà, chỉ cần đợi cháu 1-2 phút thôi là được. Lần này đã ổn chưa ạ? Hai người thích đoạn nhạc mà cháu vừa chơi chứ. Cháu có thể chơi bản nhạc của quân đội cho ông nghe được không? Bum 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 kiểu như vậy nè. Bum param pam pam. Chờ cháu một chút nha. Đúng rồi, chính là bản này. Rum 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 bum 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 bum. Hình như có chuyện gì đó xảy ra với Sam Parky. Có chuyện gì vậy? Có quả quạng sao? Lắng nghe đi các cháu, thật thú vị. Thành phố tạo quả của chúng ta vừa xuất hiện một thiên tài tuổi trẻ, và tên cậu ấy tên là Sam Parky. Có gì đó không đúng ở chỗ này rồi. Sam Parky đã mời tụi tớ đến để chứng minh rằng cậu ấy là một thiên tài, vậy nên chúng tớ đã đến đây rồi này. Mời các cậu vào, xin mọi người hãy đi theo tớ nhé. Nhà soạn nhạc tài ba Sam Parky hiện đang luyện tập. Cậu ấy yêu cầu không ai được phép làm phiền cậu ấy, nhưng các cậu có thể ngó một chút vào bên trong để xem cậu ấy. Giờ thì các cậu đã tâm phục khẩu phục chưa? Tớ thật sự không hiểu nổi luôn đó các cậu. Khi nào thì buổi biểu diễn mới bắt đầu vậy chứ? Nhìn cậu nhóc thiên tài kia xem, đàn piano của thằng bé tự động chơi nhạc luôn kia kìa. Thưa dì, ta chỉ muốn trở thành một nghệ sĩ piano thôi mà. Nhưng mà mấy cái vụ luyện tập này quá là vất vả nên ta mới... Cháu muốn trở thành một ngôi sao mà không phải bỏ ra bất cứ công sức nào sao? Hãy nhớ kỹ, để đạt được thứ gì đó, cháu nhất định phải học hành chăm chỉ và luyện tập không ngừng bất kể ngày đêm. Chào bạn thân ơi, cùng nhau ta lái xe nào. Mình đôi này là bạn thân ở nhà bạn.
nhìn kia phía trước, đường đi lý thú siêu kỳ, thế nên đừng dừng nhé, đừng chờ nhé, mình đi. Hãy chạy xa, ta đang đi rất nhanh nè, tăng tốc trời đã qua, nào bên nhau vui chơi qua hết bao ngày, chúng ta sẽ họp cùng ca cùng mơ với trời. Chuyện cổ tích. Chào mừng đến thị trấn Tàu Lửa. Ở đây chúng tôi uống dầu nóng cho bữa sáng, mọi điều về tàu quả và những cuộc phiêu lưu. Hãy đến đây chơi cùng chúng tôi. Idan à, muộn rồi đó con, tới giờ đi ngủ rồi. Thôi mà mẹ, con năn nỉ mà, để con đọc thêm một trang nữa đi. Này, ngư hùng vĩ đại ơi, ngài có nhà không thưa ngài? Có chuyện gì sao thưa quý cô? Chào ngài, một chuyện khủng khiếp xảy ra với bộ tộc của chúng ta rồi. Sao hả, kho thóc lại bị cháy nữa sao? Không, không phải kho thóc, con rồng lửa ba đầu phá hoại tất cả cánh đồng của chúng ta rồi. Ta hiểu rồi, chờ một chút nha, ta phải tới xin phép mẫu thân đi chiến đấu với rồng đã. Được rồi, cô có thể đi được rồi. Thưa quý cô, ta sẽ tới cùng với hai người bạn anh hùng của ta sớm nhất có thể. Và hãy gọi chúng ta là ba người hùng vĩ đại. Con rồng này có vẻ hơi to đó, hãy dùng chùy để tấn công nó trong lúc nó đang ngủ. Có lẽ nó sẽ hoảng sợ và bay đi mất. Vậy ai sẽ dùng cái chùy để đánh ta đây hả? Ôi trời, chúng ta đánh thức nó rồi, giờ phải làm sao đây? Này con rồng kia, lại đây mà chiến đấu trực tiếp cùng với bọn này nè. Không, khoan dung. Vậy các ngươi là ai thế hả? Nghe đây, ta chẳng nhìn thấy các ngươi ở đâu hết. Chúng ta là bộ ba anh hùng vĩ đại. Nè, thật ra chúng ta có hai nam anh hùng và một nữ anh hùng. Chào nhé, ta ở đây nè. Ôi trời ơi, nhìn hắn ta đi, chúng ta đã ăn sạch mọi thứ trong lúc chúng ta ngủ. Đừng có mà thì thầm, ta có thể nghe hết mọi thứ đây nha. Nè, các ngươi phun lửa vào ta sao hả? Ôi trời ơi, cứu, nó cháy kìa. Nhận lấy đây. Thôi đồ trời, bỏ nó đi đây. Cuối tuần vui vẻ nha. Nè lũ trồng kia, hãy nói bạn tốt, bạn tốt, không được cãi nhau đi. Được rồi, chúng ta đã xử lý xong mấy con rồng, giờ hãy đi xử lý tên phù thủy đằng sau vì dám làm ô nhiễm môi trường. Chào các cháu. Các cháu có thấy cam vàng ở quanh đây không á? Nó nợ ta một à. À ha, đó là một tên cướp mà bắt lấy ông ta thôi, các cậu ơi. Ồ, nhìn kìa, nàng lọ lem đang ở ngay sau lưng các cháu. Đâu, đâu, ở đâu cơ, lọ lem ở đâu hả? Ông ấy đúng là kẻ gian trá mà, ai ngờ được ông lão lại có thể như vậy. Nè, túp liều nhỏ ơi, ngươi có thể quay mặt lại nhìn bọn ta không? Sao ngươi lại hướng đây là mặt của ta mà đó? Ta chỉ đang cảm thấy không khỏe thôi. Ta đang bị cảm rồi. Nè phù thủy đằng sau, mau ra đây và đầu hàng đi. Ngươi không thể trốn bọn ta được đâu. Chúng ta có thể thấy những cái chân gỗ của ngươi đang thò ra ngoài cửa sổ kìa. Ôi tội nghiệp ta quá, bà ấy không còn sống ở đây nữa đâu. Thật ra bà ta đã chuyển đi vào hôm qua rồi. Đây không phải là chân của mụ phù thủy đâu, là chân của Pinocchio. Cậu ta mới là người sống ở đây, không phải mụ phù thủy. Trời, không xong rồi, chúng ta chậm chân rồi. Đây chắc hẳn là tiếng ngủ công chúa ngủ trong rừng rồi. Mau đánh thức cô ấy dậy thôi, sẽ không ai có thể ngủ được nếu như cô ấy cứ tiếp tục ngáy như vậy hoài đó. Chớ hỏi ai là công chúa ngủ trong rừng vậy? Này thì công chúa ngủ trong rừng này. Ai mà biết được có một tên người khổng lồ trong đó chứ. Họ ngáy nghe y chang như nhau mà. Quá. Này, đó là mũi tên của tớ mà. Tớ đã đi kiếm nó khắp nơi đó. Các cậu có biết nói tiếng ếch không vậy? Làm sao nói cô ấy hiểu đây? Tại sao cô ấy lại nháy mắt với tớ? Này cô Qua Qua thân mến, cái mũi tên này Qua Qua là của tôi. Cảm ơn nhiều nha Qua Qua. Ôi hoàng tử của em, vị hôn phu yêu quý của em. Nè, tớ cũng muốn có được công chúa đó. Ethan à, nè Ethan, cậu đang ngủ đó hả? Con ngủ quên à con yêu. Ôi trời, nàng công chúa của mình đâu rồi? Oh.